Thầy, em muốn học giao tiếp để đi Mỹ thì học trong bao lâu? Em tối dạ học chậm, nếu học thì chi phí bao nhiêu thầy Toàn ơi? Rồi thầy Toàn chào bạn Mai Tâm nha. Đầu tiên đó là vì câu hỏi của bạn thầy chưa có nắm rõ hết những thông tin cơ bản cho nên thầy sẽ trả lời như thế này. Vì thầy chưa biết khả năng tiếng Anh hiện tại của bạn ra sao, bạn đang cần tới cái mức nào và bạn qua Mỹ với mục đích gì, đi du học, đi định cư hay là đi kết hôn, ví dụ như vậy. Cho nên là cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là bạn sẽ liên hệ qua số Zalo của thầy là 0909310485 để bạn và thầy sẽ có một cuộc phỏng vấn đầu vào. Thời gian phỏng vấn là từ 45 cho tới 1 tiếng, 45 phút cho tới 1 tiếng và phí phỏng vấn là 500 ngàn. Sau cái buổi phỏng vấn đó thầy sẽ cho bạn biết là phát âm của bạn ra sao, từ vựng thế nào, tư duy ra sao, phản xạ thế nào, ngữ pháp thế nào, cụ thể điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra cái lộ trình cụ thể. Nếu như bạn học với thầy dựa vào năng lực của thầy, dựa vào cái hiện trạng tiếng Anh của bạn và cái mục đích của bạn thì chúng ta sẽ cần bao nhiêu thời gian và chi phí như thế nào, thầy sẽ báo rõ và bạn cảm thấy phù hợp thì bạn sẽ học nha. Rồi, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là về các khóa học thì thầy Toàn có 3 khóa học. Thứ nhất đó là khóa huấn luyện một thầy một trò, một giáo viên một học viên thôi, và cái chi phí đó là 120 triệu trên 60 buổi, dạy theo nhu cầu học viên, hỗ trợ 24 trên 7 và có cam kết kết quả đầu ra. Khóa học thứ hai đó là khóa học nhóm. Học nhóm thì thầy không có tuyển sinh. Các bạn có những cái người bạn hoặc đồng nghiệp mà có nhu cầu học tiếng Anh về một cái gì đó, thầy sẽ giải theo nhu cầu của học viên. Ví dụ bạn muốn học về hàng không, học về du lịch, học về tiếng Anh giao tiếp bình thường, ví dụ như vậy. Thì các bạn thứ nhất làm cho hai việc nè: tự tìm thành viên học chung, thứ hai tự chốt được cái giờ học là các bạn có thể học cùng một cái khung giờ nào, sau đó mới ép thầy vào trong nhóm. Thầy sẽ phỏng vấn từng bạn, thầy sẽ phỏng từng bạn ha, xem các bạn có học chung với nhau một lớp được hay không, có chênh lệch trình độ quá nhiều hay không, và sau đó đó thầy sẽ báo được thời gian bạn cần bao nhiêu để bạn học với thầy và đạt được cái kết quả mà bạn mong muốn. Khóa học nhóm thì sẽ là 2 triệu 800 ngàn cho một buổi cho 4 học viên, thì cái lớp đó có 3, 4 hay là 2 học viên thì các bạn tự chia đều chi phí ra với nhau, các bạn sẽ học nhé. Và cuối cùng đó là cái lớp phát âm và cái lớp ngữ pháp, thì thường là hai cái lớp này có khi thì thầy Toàn bạn sẽ hỗ trợ miễn phí 100% và thường xuyên mở, có khi thì hỗ trợ học phí 70-80% gì đó tùy. Là có 3 lớp nhé. Huấn luyện một thầy một trò là 120 triệu trên 60 buổi, học nhóm là 2 triệu 8 trên một buổi trên 4 học viên, và lớp miễn phí hoặc có hỗ trợ học phí là lớp phát âm, vì những lớp là những lớp ngắn hạn, phát âm hoặc là ngữ pháp nha. Và tất cả các lớp thầy Toàn dạy là đều có hỗ trợ 24 trên 7 và cam kết kết quả đầu ra nha bạn nha.